mọi người, hôm nay mình đi siêu thị mua đồ nấu natural của đồ Mexico á. Thì mình đang ở Walmart, mình đang mua mấy cái loại thành phần của nó ha. Thì mình đang đi dạo ha. Đây là những thành phần mà đồ nêm. Đây. Đây là những đồ nêm của Mỹ. Đó, đây mình mua một cái là vanilla extra, mình bỏ vô nước đó mình uống đó. Đó. Có rất nhiều. Có. Thế bạn có lá hồ hồi 6 đồng 5 nên nó phở này. Thấy không? Đó, đó là một hũ đi lên là 10 đồng 87 nhưng mà cái giá sale là 6 đồng 52 cent đồng vào. Hợp Canyon pepper. Wow. Mình đang tìm loại mua cái thấy. Đây cái loại này. Canyon pepper. Đó, chắc mình lấy cái loại nhỏ thôi. Loại lớn thì hơi lớn quá. 5 đồng. Đó, organic là 2 đồng 99. Đó. Hơi ao. 1 ao rưỡi. Wow, mắc quá ha. Ồ, đây là 5 đồng. Thì mình mua đây là mấy cái loại là bay leaf nè mình. Wow, cái này cũng có nè. Kenyan pepper 1 đồng. 1 đồng 98. Oh, maybe mình lại cái này đi. Tự nhiên mua chi cho mắc 5 đồng mấy. Organic. Rất lạ. Đấy, mình phải chọn lựa nhiều hãng lắm. Có Mỹ nó thường mua cái loại lá này nè. Đó. Nó để giống như lá đi là giống như lá ngò của mình á. Nó để lên. Hình như đây là cũng lá. Ta lấy steak. Đó, cá tiêu nữa nè, thấy không các bạn? Tiêu black pepper 4 đồng 98. Wow. Cá muối biển nè. Cái loại này là mình mua gì á là mình gỡ đây ra. Nó sẽ giống như nó xay á, nó xay nhuyễn ra cho mình. Nó rất là nhiều cái gia vị mà mình hầu giờ mình không biết luôn. Hey, đây quay cho mọi người xem. Wrap shrimp oil. Đây ngộ ha, đây là cái con hải sản nè. Cái coi thử là gì đây. À, mình bỏ vô mình nấu hay sao á. Ồ, không biết, để cái đây gì coi sao. Đó. Gia vị rất là mới. Và đây là cái loại mà nhà mình thường mua này, về mình ướp thịt ra mình nướng á. Đây. À, mấy cái loại này mình uống steak rồi đó. Giờ mình sẽ đi mua chi ha. Chi là hàng đây. Đó, chi là mấy cái hàng này, thấy không? Chi thịt rồi đó. Đây giới thiệu cho các bạn cái loại bánh này nè. Bên này nó ăn sáng là có một cái bánh có mấy loại chi nè, nhiều loại chi. Đó là mấy cái hạt đó nó ăn với cái bánh đây, nó ăn như cái loại bánh này nè, bánh cookie á, nó bỏ chi đồ bỏ lên. Wow, mình ăn cũng được chứ mình không có thấy ngon.
Mỹ nó thấy nó ăn sáng rồi đó. Mình thì không có thích ăn mấy đó. Thì qua hàng chi. Chi thì bây giờ mình đây rất là nhiều loại chi. Thì để mình coi thử mình mua loại chi nào đây. Ồ, nó có sẵn rồi nè. Đó, có sẵn bịch bự nè. Mình vừa mình khỏi cà ra. Mà phải chọn đúng loại chi chứ. Chi nào ta? Mình sẽ mua cái loại organic này đi. Organic. Để mua cái loại này. 10 April 19 không? Nhớ mua hàng sử dụng nha mấy bạn. Coi hàng sử dụng nha mà. Đó. Ok. Ok, được. Và bây giờ mình sẽ đi check out ha. Mình sẽ chỉ bạn là tự động là check out ở Walmart. Đi nào. Thường thì mình vào mấy cái đồ ít á thì nó có cái chỗ mà từ check in check out cho mình, thì mình tới đó chứ không cần chờ cashier, nó không cần chờ cashier mình đứng get line. Nó hơi lâu. Thì đây nó có cửa có khoảng một tí nha, để mình chỉ các bạn ha. Đây là những thứ mình mua ha. Để làm món chip mà mình chấm chi mấy bạn. Bây giờ mình phải get line nè. Đây là tới ok, mình phải cẩn thận giỏ sách túi sách của mình chứ. Yep. Để giỏ sách mình đi cho để mình thấy nè, đúng không? Mấy cái đây là cái bịch bong bóng nè. Thì đây nó có những hệ thống như vậy này, bắt đầu scan. Còn cái nào bạn muốn cái mà bật nặng thì mình bấm cái nút này á, mình scan vô cái mã số của nó ha. Thì bây giờ mình sẽ để cái mấy cái này, scan cái này trước ha. Đó. Thì nó nhảy lên ha. Bỏ vào trong cái bịch. Chia nó nghe không? Bỏ đây. Bỏ vô. Này đây là mình scan 3 cái rồi nè. Đây mình scan nè. Đó, bỏ vào. Vanilla. Nó tự nhảy ha. Đây nè mình. Oh no. Đây mình kêu nè, nó nhảy nè. Bỏ vào. Sữa.
Đó đó, mình sẽ mua là một, phải tính lại. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 item là 21 đồng 38 sen. Chi nè, chip nè, bát clip nè. Ok, sao hai ba bốn năm sáu bảy 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 item ha. Đó, mình phải không, mình phải bỏ vô cái này xong. Mình bấm thêm. Chết. Mình nếu để lâu quá thì nó chết. Mình bấm nút pay. Và sau khi mình bấm nút pay á thì nó sẽ hiện lên trên màn hình là cash, credit card. Mình có, nếu mà mình có thẻ của Walmart á thì mình sẽ dùng. Thì nếu khách thì mình bấm vô cash, nếu bằng thẻ thì mình bấm ra bằng thẻ nha mấy bạn. Và bây giờ mình thường sử dụng bằng thẻ tín dụng của mình thì mình trả cho cái budget của mình, để nhiều khi mình mua nó sẽ có tiền cashback lại cho mình. Đó, mình sẽ mua. Insert cash or select payment type. Nó biểu mình là bỏ thẻ vô thì mình bỏ thẻ vô ha. Thì mình bỏ thẻ vô. Đó. Nó sẽ chạy ra. Nó biểu mình remove card, mình rút ra. Để receipt nè. Chạy ra cho mình. Thank you for shopping at Walmart. Rồi xong. Nhanh không? Rồi đi thôi. Chỗ này nó cũng có nữa nè ha. Bây giờ mình chuẩn bị đi về ha. Thì hôm nay mình sẽ hôm nay mình chỉ có chỉ các bạn đơn giản là mình sẽ tự check out từ trong cửa hàng Walmart. Thì thường á thì mọi người mới qua thì không có biết là hơi bị sợ là cái này mình không biết tiếng Anh mình sẽ làm như thế nào, nhưng mà bây giờ rất đơn giản, nó chỉ cho mình, nó có hướng dẫn. Nếu mà mình gặp khó khăn á thì mình sẽ nói là excuse me, can you help me, thì nó sẽ tới, nó sẽ chỉ bạn từng chút một ha, đừng có lo, thì cứ trải nghiệm đi. Thì cái mình quay clip này với mục đích là thì gia đình ba mẹ mình á không có biết, cũng hơi bị ngại bị sợ, thì chỉ một lần họ sẽ biết, thì nếu không được thì lần thứ hai không sao. Thì thì rất là đơn giản mấy bạn. Nếu mà mình mua nhiều đồ mình tự check out thì nó sẽ nhanh hơn mình đứng get line nhiều người đó. Nếu mình mua nhiều thì mình tự làm nó sẽ nhanh hơn, không có cần đứng chờ lâu ha. Bây giờ mình sẽ về đây, buổi tối rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Bye bye.